chiều ngày 9 tháng 1, phóng viên tuổi trẻ ghi nhận các nhà thầu bên trong công trình tòa nhà câu lạc bộ golf đội cù Đà Lạt đã bắt đầu di dời trang thiết bị, vật tư xây dựng. Nguồn tin của tuổi trẻ cho hay, cơ quan chức năng đã tiến hành xác định các sai phạm của công trình này, yêu cầu dừng thi công, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử phạt theo quy định. Toàn bộ công trình sai phạm bên trong đội cù Đà Lạt do công ty Hoàng gia Đà Lạt làm chủ đầu tư, cơ quan chức năng xác định bên trong đồi cù Đà Lạt, tại khu vực Lộ góp số 8, phía đường Đinh Tiên Hoàng, có hai khối công trình lớn. Trong hai khối công trình này, một khối công trình có diện tích 6.120 m2 là công trình đã được cấp phép. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, chủ đầu tư đã cho xây vượt diện tích lẫn khối tích dẫn đến sai phép hơn 3.000 m2. Đáng nói, công trình đồ sộ trắng toàn bộ hướng nhìn từ Hồ Xuân Hương về Núi Lan Biên khiến dư luận chỉ trích là công trình hoàn toàn không có giấy phép và không có trong quy hoạch hiện hành. Công trình không có giấy phép này có 4 tầng nổi, diện tích xây dựng hơn 4.400 m2. Đứng từ Hồ Xuân Hương, đặc biệt là vị trí quảng trường Lâm Viên, quảng trường trung tâm của Đà Lạt, tòa nhà không phép bên trong sân góp đồi cù che gần như toàn bộ hai đỉnh núi Thiên, Lan Biên. Từ nội ô Đà Lạt, dù đứng ở góc nào, người dân cũng đều không thể thấy được 1 phần hai núi Lan Bi như trước khi có tòa nhà này. Điều đáng nói là nhìn từ Hồ Xuân Hương, biểu tượng tháp ngôi sao của trường đại học Đà Lạt cũng bị chắn hoàn toàn. Biểu tượng này rất quan trọng và ăn sâu vào tâm thức người Đà Lạt, xuất hiện từ năm 1957 khi thành lập Viện Đại học Đà Lạt, tiền thân trường Đại học Đà Lạt. Trước đó, tháng 4 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt và phường 1 đã lập biên bản và yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn tiếp tục thi công công trình từ đó cho đến nay. Kiến trúc sư, luật sư Nguyễn Hồ, ủy viên ban chấp hành Hội Kiến trúc sư thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, tòa nhà này chắn gần như toàn bộ hướng nhìn từ hồ Xuân Hương về núi Lan Bi An. Đây là một trục quan trọng trong quy hoạch Đà Lạt ngay từ khởi thủy và được kế thừa đến nay. Ông Nguyễn Hồ nhấn mạnh rằng, Đối với công trình này, không chỉ nhìn nhận ở góc độ sai phép, không phép là chưa đủ, cần phải nhìn sai phạm ở góc độ làm sai quy hoạch, định hướng sai trong hoạt động xây dựng, bảo tồn kiến trúc, cảnh quan vùng đệm danh thắng quốc gia Hồ Xuân Hương, mà còn làm sai quy hoạch 704, quyết định điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng ký ban hành vào tháng 5 năm 2014.